Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Hai video ngày hôm trước mình lấy những cái vật dụng nào là tận dụng những cái bộ phát wifi của tivi, nào là tận dụng những cái dâu anten của những smart box. Vì vậy mà rất là nhiều bạn phản hồi với mình đặt ra những câu hỏi, vậy thì chiếc anten DBB-T2 hiện nay thì nó như thế nào? Thì tôi sẽ quay lại với đôi móc áo. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái gì mà cái thời anten của truyền hình analog, hay còn gọi là truyền hình mà các bạn sử dụng tivi cục gạch ngày xưa, để sẽ lý giải một cái câu hỏi của các bạn hỏi mình ở trong hai video trước, để các bạn hiểu được thực chất chiếc anten DBB-T2 thực chất đó là gì. Và tôi sẽ sử dụng một đôi móc áo mà cách đây mấy năm về trước, cái thời mà còn tivi cục gạch, cái thời mà truyền hình số hóa chưa ra, thì các bạn sẽ tận dụng những chiếc anten của tivi dày bằng cách sử dụng những cái móc áo này, nó cũng đã bắt được tín hiệu. Vậy thì tôi sử dụng cái móc áo này và tôi sẽ làm một chiếc anten DBB-T2 thì nó có bắt được tín hiệu hay không, thì mời các bạn xem video này của tôi. Các bạn xem những video của mình, các bạn thấy video hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình vừa nói và mình vừa làm. Tôi sẽ chế một chiếc anten DBB-T2 bằng một chiếc móc áo này. Để mà làm cho thuận tiện, đơn giản ấy, thì tôi sẽ sử dụng băng keo và tôi sẽ dính tạm vào đây. Quan trọng là cái cách làm ấy, cái cách làm thì nó sẽ phải giống nhau, đúng không ạ? Nó phải có một cái tiêu chuẩn của nó. Tại sao mà tôi sử dụng hai chiếc móc áo mà không phải là một chiếc, thì đấy là một cái tiêu chuẩn của một chiếc anten. Tôi sẽ dính tạm vào đây và tôi sẽ làm đúng kỹ thuật các bạn nhé. Tôi sẽ làm đúng kỹ thuật. Sau đó là mình sẽ thử để các bạn biết được chiếc anten này có hoạt động tốt hay không. Và tôi sẽ giải thích cho các bạn biết được tại sao chiếc anten này sử dụng một đôi móc áo thì nó cũng sẽ có thể bắt được tín hiệu. Ok. Đây, tôi sẽ để gần. Tôi sẽ để gần hai chiếc móc áo này vào. Và tôi sẽ định vị chúng. Tại sao tôi phải làm hai chiếc móc áo như thế này các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì cái đường tín hiệu của một chiếc anten nó sẽ phân biệt hai đường tín hiệu. Đây, một là đường tín hiệu trục chính và một là đường tín hiệu cái lớp mát ở ngoài. Chính vì vậy mà cần phải là hai cái móc áo thì mới sử dụng được. Rồi, để làm ra nó thì tôi sẽ sử dụng dây đồng. Tại sao tôi sẽ sử dụng dây đồng này? Thì bởi vì sử dụng dây đồng này thì mình mới hàn được các bạn, mình mới hàn được tín hiệu vào được. Đây, tôi sẽ tước dây đồng. Và trong này thì tôi sẽ quấn sợi dây đồng vào. Tôi sẽ quấn sợi dây đồng này vào cái móc áo này. Thì các bạn sẽ thể quấn tạm vào đây. Đấy, quấn vào đây. Quấn xong thì một đầu thì các bạn có thể lấy băng keo. Các bạn sẽ dán dính vào của mình nhé. Tôi sẽ lấy băng keo tôi dính. Rồi, cái đường tín hiệu thứ hai thì các bạn có thể lấy sợi dây đồng tiếp theo và các bạn sẽ quấn. Mình sẽ cắt ngắn sợi dây đồng này và tôi sẽ quấn. Rồi, tôi cũng sẽ quấn vào cái móc áo phía dưới. Bạn nào mà muốn sử dụng anten độc đáo này như mình thì chắc chắn là các bạn, nếu mà mình làm thành công của cái video này thì các bạn có thể áp dụng làm theo. Và tôi sẽ phân tích được cho các bạn biết được, để các bạn hiểu được tại sao một chiếc móc áo cũng có thể nào là một chiếc anten DBB-T2 chạy rất là ok. Đây. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ còn phải có một sợi dây để dẫn tín hiệu vào tivi, đúng không ạ? Các bạn còn một sợi dây anten như này. Sau đó là tôi sẽ hàn cái nguồn dương. Tôi sẽ đặt vào vị trí rất là khéo để nó dính này, dính tiếp này. Còn một cái dây mát thì sao? Dây mát thì các bạn quấn trực tiếp vào cái sợi dây đồng còn lại này của mình. Các bạn sẽ quấn trực tiếp vào một cái móc áo phía dưới. Bởi vì nguyên tắc
nguyên tắc cũng như cái cấu tạo hoạt động của một chiếc anten DBBT2 ấy, hoặc là một chiếc anten analog, thì nó phải phân biệt rõ ràng hai đường tín hiệu, một là đường tín hiệu mát, hai là đường tín hiệu trục chính. Đường tín hiệu chính nó sẽ có một cái dây đồng trục ở giữa, dây đấy là chính đường tín hiệu. Tôi sẽ bóp chặt này, tôi sẽ bóp chặt dây mát, và lúc này thì tôi sẽ lấy băng keo tôi bọc chặt lại. Đúng không? Để cái anten này nó bắt khỏe thì các bạn không được để những cái dây đồng này nó nua tua ra ngoài, và các bạn nên dính vào như mình như này. Đấy, các bạn sẽ dính chặt nó như này của mình nhá. Ok chưa? Đấy. Vậy là mình đã đấu thành công, đấu xong một chiếc anten DBBT2. Và cái chỗ này thì có thể mình định vị tạm này. Mình định vị vào bằng cách cũng dính bằng keo này. Rồi. Vậy là tôi đã chế tạo thành công chiếc anten DBBT2. Bây giờ thì khi mà mình đấu xong rồi thì mình sẽ thử, mình sẽ bê TV lên mình thử để các bạn biết được anten này nó có hiệu quả hay không. Vâng. Sau khi mà mình đã chế xong thì đây là một chiếc anten DBBT2 bằng hai cái móc áo. Các bạn thấy nó có tuyệt vời không ạ? Mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn đã chế như mình ấy, thì các bạn nên chế theo kiểu này của mình. Bởi vì sao? Chắc chắn là bắt rất là khỏe. Khi mà mình bây giờ mình sẽ cắm thử, sau đó là mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu tại sao là nếu mà các bạn chế anten thì các bạn nên chế như mình như thế này. Vâng, các bạn xem, ngay lập tức thì đã bắt được sóng DBBT22 ngay lập tức này. Các bạn xem. Thì với cái anten này các bạn tại sao mình lại bảo nó khỏe và tại sao mình lại làm cái video này thì mình sẽ giải thích cho các quý vị và các bạn như sau. Tất cả những truyền hình Việt Nam bây giờ thì các bạn chỉ cần sử dụng một cái anten chỉ có hai cái chấn tử phân biệt âm dương rõ ràng thì nó sẽ bắt được tín hiệu. Vì vậy mà các bạn, những cái video mà mình chế tạo ra thì nó cũng là những video là các bạn sẽ cần một cái cột sóng để các bạn bắt tín hiệu thôi. Chính vì vậy mà các bạn không cần phải quá cầu kỳ. Và với những chiếc anten ngoài T2 ngoài kia thì người ta sẽ sử dụng những chấn tử bằng đồng hay còn gọi bằng nhôm. Phụ thuộc vào sóng của các bạn, càng khỏe thì nó sẽ bắt được tín hiệu và tốt. Như ở sóng khu nhà mình thì nó cũng tương đối khỏe. Chính vì vậy mà mình sử dụng những anten, những vật dụng trong nhà nó cũng có thể là bắt được sóng ngay lập tức. Đấy là một điều rõ ràng. Vì vậy mà các bạn không phải cần phải quá cầu kỳ và chế những cái sáng tạo như mình chế ra để làm những cái video nó giải trí tiện ích, để cho các bạn xem video của mình nó không nhàm chán thôi các bạn nhé. Chứ còn các bạn chế kiểu gì cũng nó cũng sẽ bắt được sóng thôi. Nếu sóng thì các bạn khỏe, còn nếu mà sóng thì các bạn yếu thì bắt buộc các bạn phải để những anten này ra ngoài trời thì nó mới bắt được sóng. Rồi, vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của mình. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.